Chào tất cả các anh em nhá. Thì sau mấy ngày mưa ở quê mình, hình như là mưa tầm 4-5 ngày liên tục rồi. Đấy, thì sau những ngày mưa thì mình chưa có lên đến vườn ong. Thì buổi sáng hôm nay là trời nó cũng ngớt ngớt mưa. Mình sẽ lên thăm những cái tổ ong nuôi của mình nhá. Đấy, mình lên xem là sau mấy ngày mưa liệu nó có việc gì không, có bị vỡ tổ hay là bị làm gì không. Và hôm nay mình tiện đây mình lên thăm ong thì mình sẽ làm một clip là thăm như tất cả những cái tổ ong mà mình đã bắt được về nuôi đến thời điểm hiện tại nhá. Thì cũng có nhiều anh em bình luận với cả nhắn tin hỏi mình là năm nay nuôi được tất cả bao nhiêu tổ. Đấy, thì hôm nay mình sẽ làm clip thăm toàn bộ số tổ ong mình đã bắt được nhá, không sót một tổ nào luôn. Đấy, thì anh em quan tâm thì hãy xem hết video của mình nhé. Bây giờ thì mình phải đi thăm nhờ từng khu vực một thì mình mới xác định được mình có bao nhiêu tổ. Còn nếu mà mình cứ đi loanh quanh như thế thì thăm thì nó sẽ chắc là không đếm được hết. Thì nó cũng chỉ rơi vào tầm 50, 60, 70 gì đấy thôi, cũng ít thôi. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi thăm nhé. Bây giờ mình sẽ đi thăm từ trong này ra. Trước tiên là mình sẽ thăm ở cây vải trước. Mình thăm hết ra đây, thăm ngược ra đây từ cái luống cây vải này. Ong của mình thì được nuôi ở hai chỗ nhé, một là ở cây vải và một là ở trên vườn keo. Đấy, mình sẽ thăm những cái tổ ong ở cây vải trước ra mãi kia nhé. Xong là mình sẽ thăm ở trên vườn keo. Thì tại sao mình lại nuôi ở nhiều chỗ như thế này? Bởi vì cái này là những cái tổ ong ở cây vải này, là những cái tổ ong chuyên thả ban ngày nhá, bắt về thả ban ngày. Còn những cái tổ ở trên vườn keo là những cái tổ thả ban đêm nhá. Làm như thế để mình kiểm soát quân với cả kiểm soát xem là nếu mà có tổ nào không lớn này thế này thế kia thì mình có thể rút ra kinh nghiệm mình làm để về sau mình sẽ làm giỏi hơn nữa. Đấy, bây giờ mình sẽ đi từ trong này ra thì mới biết được chính xác là bao nhiêu tổ ong. Đi từ trong này ra nhá. Thì video của mình hôm nay thăm tất cả những cái tổ ong này thì có lẽ là sẽ rất là dài nhá, mới 20 phút có thể hơn. Hôm nay là mình sẽ không cắt ghép video nhá. Mình sẽ thăm gọi là hết tổ ong thì thôi. Thì video dài thì anh em nào có thiện chí xem hết video thì hãy xem hết video của mình nhá. Đây, trước tiên là mình sẽ bắt đầu từ cái tổ ong ong muỗi này trước nhá. Được rồi, cái loại này rất là độc này, loại này rất là độc này, nó y như cân lá luôn. Để mình mặc quần áo đã, không là nó ra là tấn công luôn. Đây là tổ đầu tiên của mình đây, bắt đầu bằng tổ ong ong muỗi nhá. Đấy, thì anh em nhìn là những cái bao mình thả ong là mình vẫn để trên vườn đây này, mình chưa cả lấy về này. Tiện đây mình xách cái bao ra ngoài để hôm nào mà mình nắng nắng lên là mình lại bắt đầu đi săn ong lại. Đấy, ong muỗi đây, cái loại ong này thì mình được nuôi qua rồi nhá. Năm ngoái là mình nuôi một tổ đạt gần 6 cân nhộng nhá. Đấy, nhưng mà mình ít khi đề cập những cái loại ong này lắm. Còn ở trên này anh em nhìn mình có cái hầm để nuôi ong đất này. Ở khu vực này thì có 4 đến 5 cái hầm nuôi ong đất ở cái vườn keo này. Đây là tổ đầu tiên nhá. Đây là tổ cũng là cái loại ong muỗi này, nhưng mà cái tổ này mình lấy về thì nó không phát triển này. Đấy, không phát triển thì mình không tính nhá, không tính. Đây này, đây cũng là một cái hầm nuôi ong này, ong đất này. Tổ này không tính nhá. Rồi mình sẽ đi ra này, ra chỗ này để bắt đầu đi dọc theo cái bờ cây vải này để thăm những cái tổ ong mình bắt được về. Đây, tổ này là tổ tiếp theo. Tổ này rất là đẹp này, rất là đẹp anh em nhé. Đấy, tổ này rất là đẹp luôn. Sau mấy ngày mưa thì nó cũng
không ảnh hưởng gì đâu, không có ảnh hưởng gì nhá. Tối nay bây giờ mà khai thác thì chắc được 7 lạng, 7 lạng thôi, không không có nhiều nhộng đâu, bây giờ nó vẫn chưa đến mùa đâu. Ở chỗ mình thì gọi là bây giờ mới đang cái mùa bắt về nuôi đẹp thôi, tổ thứ hai rồi, tổ này là tổ thứ ba này, tổ này cũng rất là đẹp này. Đấy thì anh em nhìn này, những cái tổ ong mà nó làm những cái hốc này này, đấy đấy chính là những cái tổ mà đang phát triển rất là mạnh luôn, nó đang nới tổ rất là mạnh nhá. Tổ này tổ thứ ba, mình sẽ đi dọc hết cái chỗ cây vải này nhá. Mình vừa đi vừa cầm vừa quay này nó rất là rung nhá, anh em thông cảm nhá. Cây này có 2 tổ nhá. Đây, tổ này là tổ thứ tư đây. Tổ này nhá. Đấy, tổ này. Và đây chính là cái tổ ong bị mất chúa đây. Đây này. Đấy, tổ này là bị mất chúa này. Những cái tổ ong bị mất chúa là nó sẽ không lớn và không phát triển nữa. Đấy, cái tổ này là lúc mình lấy về mình không thả vào lưới nhá. Không thả vào lưới. Và mình đã thấy con ong chúa bò ra và mình định túm lưới và nó đã bay đi. Đấy, bây giờ cái vỏ của nó là bắt đầu tàn dần. Ong trong này nó vẫn còn nhá. Nhưng mà về sau là nó sẽ khác bay đi. Sẽ khác chạy hết. Đấy. Chỗ này không tính rồi. Cho nên là anh em thả ong thì anh em tốt nhất là anh em lấy cái túi lưới như mình nhá. Còn cách thả ong thì mình có một video chia sẻ cách thả ong ban ngày rồi. Anh em có thể lên xem video của mình nhá. Đây này. Tổ này cũng rất là đẹp, tổ thứ 5 này. 5 tổ nhá. Tổ này là tổ thứ 6 nhá anh em nhá. Để xem là chính xác là hôm nay là bao nhiêu tổ nào, mình cũng không hay đếm đâu. Tổ này là tổ thứ 7 này. Wow. Quá là đẹp. 7 nhá. Mình sẽ đi dọc ra đây từng tổ một. Còn đây thì là những cái cột cho ong của mình ăn. Thì ngày hôm nay là không có gì cho ăn đâu. Ngày mai lại tiếp tục cho nó ăn. Tổ này, thăm tổ này trước đi. Đấy. Tổ này là tổ thứ 8 này. Gọi là hầu hết những cái tổ ong mà mình treo ở cái gốc vải là tổ nào cũng phát triển rất là mạnh nhá. Bởi vì bây giờ mình lấy về là nó từ cái bát tô trở lên rồi, nó phát triển rất là mạnh. Đây là tổ thứ 9 nhá. Ui, tổ này khá to đấy. Ở trong vườn mình vẫn chưa đến cái tổ khủng nhất đâu. Có một tổ rất là khủng luôn. Tổ thứ 9 này. Đây nhá. Đây là tổ thứ 10. Nó nấp ở trong này. Đấy. Mình bắt đầu là đi xuống dưới này nhá. Đây là tổ thứ 11 này anh em này. Gọi là những cái tổ ong treo thả ban ngày của mình này, rất là đẹp. Đây là tổ 12 nhá. Ừ. Đấy, đang nới tổ rất là mạnh luôn. Yêu vỡ trận. Tổ 12. Có 3 con lao ra tấn công. Tổ này, cây này mình nuôi 2 tổ này. Đây, tổ này nhá. Rất đẹp. Ba. Đây. Tổ này cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Tổ này là 14 này. Tổ này nhá. Tổ này là tổ 15 này. Tổ này cũng rất là to này. Rất là to nhá. To và khủng luôn. Đấy.
những cái tổ này ong này, tất cả chúng ta nuôi là chúng ta phải treo nó ở phần bên dưới của cái cây nhá, đừng treo thẳng bám vào cái cây như thế này, ví dụ là như thế này. Đấy, ong nó bắt đầu ra tấn công rồi, mình sẽ chạy tổ khác nhé. Ong tấn công đấy, nhưng mà nó ra tấn công ít thôi. Rồi mình đang nhắm mắt, chả biết là mình đi chỗ nào, được không? Tổ bao nhiêu nhỉ? Hình như 14, 15. Tổ thứ 15. Giờ mình sẽ đi ra đây nhé. Còn ở phần phía dưới những cái gốc quả này mình đặc biệt là mình không nuôi nhé. Phần dưới này là gần nhà, có trẻ con đi lại với cả mình còn tỉa tót vải với cả mình còn bón phân nữa. Còn phần ở bên trên này không hay bón phân cho nên là mình đã treo ở cây vải này. Rồi tiếp theo nhé. Tổ này nhá anh em nhá. Tổ này là tổ thứ 16 này. Anh em nhìn thấy đẹp chưa? Quá là đẹp luôn. Ở trên cây cây nhãn này có một tổ nha, cây này bé không tính này. Đấy. Những cái tổ bé mà mình không tính nhá. Tổ này cực đẹp. 17 nhá anh em nhá. Quá đẹp luôn. Đấy. Tổ này cũng mới bé thôi, hơn cái bát khoáng. Đấy, 18. Quá xịn, xịn trò. Đây. Đẹp chưa? 19. Đây này. Vải ong của mình là được nuôi dọc từ những cái cây vải này vào. Và đến là trong trong kia. Và nuôi ở vườn keo trong này. Đấy. 20 này. Có một tổ đằng sau mình đấy nhá. Ong bay ra. Tổ này như anh em nhìn này. Nó nới những cái hốc này ra này, bắt đầu tấn công rồi. Lại nhắm mắt rồi, không nhắm mắt vào nó đái cho đi. 21 này. Đấy. Cái tổ này thì không được che ấy vải cho nên là mình phải lấy cái vải lá vải để che nắng cho nó nhé. Ong này là kỵ nhất là nắng ấy. 22 rồi nhỉ. Kỵ nắng nhá. Nếu mà nắng chiếu thẳng trực tiếp vào tổ là cái tổ của nó là rất là hay bị chả biết nó bị cái kiểu gì, nó kiểu như là mòn mòn chóc chóc những cái vỏ ấy, nó không ấy được, phát triển tốt được. Tổ này 23 nhá. Đấy. Tổ này 24 đây. Từ nhá. Đây tổ này nhá anh em nhá. Ui xưa. Tí nữa ngã. Tổ 25 này. Mình sẽ đi tiếp vào đây. Đây, tổ này nhá anh em nhá. Đấy. Đẹp chưa? 26. Tổ này tổ 27 này. Tổ này tổ 27 nhá. Tổ 28 này. Đây. Đây nhá. Ong của mình được nuôi rất là rộng luôn. Bởi vì mình nuôi nhiều như thế là mình phải có thức ăn nhiều cho nó. Với cả mình phải nuôi rộng như thế này để nó có thể lấy được thức ăn về. Còn nếu mà nuôi quá chặt thì nó cũng không phát triển tốt mấy đâu. Đây. Tổ này rất là to nhá. Đấy, chả biết đang nói chuyện chả biết bao nhiêu tổ. Cây này thì được nuôi là 3 tổ nhá. Đây. 2 tổ này, 3 tổ này. Đấy. Nuôi đến là trên này là hết nhá. 4 tổ này, 5 tổ này. Đây một tổ này, 6 này. 7 này,
bẫy nhé. Đây nữa, đây hai tổ nữa. 8 này. Đấy, tổ này nữa nhá. Rồi, hết rồi. Hết ở cây vải rồi nhá anh em nhá. Bây giờ mình bắt đầu đi vào vườn keo. Đây này. Tổ hai tổ này là bữa nãy mình chưa tính nhá, chưa nói đến nhá. Tổ này nhá anh em nhá. Tổ này này. Với tổ này là vừa nãy, với tổ này nữa. Tổ này. Và tổ này. Đấy tổ này nhá. Đây là tổ khủng nhất trong vườn này. Tổ này là khủng nhất ở trong vườn nhá. Đấy. Tổ này có khi bây giờ phải được 1,5 cân rồi. Đây là tổ to nhất à. To nhất trong vườn nuôi này. Mình sẽ quay cận cảnh thôi. Cái tổ này thì nó làm bám dính vào cái gốc cây này cho nên là bê cả gốc cây về luôn. Ui, chuẩn bị ra tấn công. Thôi không động đâu, tổ to này. Tí nó lại loạn xạo khuôn hết. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào vườn keo nhá. Chúng ta sẽ đi từ hàng đầu tiên vào, hàng đầu tiên ra. Đây này. Đấy, những cái tổ ong mình bắt về ban đêm, mình nuôi ban đêm này mình bắt từ lúc còn nhỏ bằng cái củ đấm này. Bằng cái củ đấm hoặc là bằng cái bát nhá. Đấy, cho nên là nó không bao giờ lớn bằng những cái tổ mình bắt ban ngày. Lúc đấy mình bắt ban ngày là những cái tổ đã lớn rồi. Cho nên là mình bắt về nó lớn rất là nhanh. Đây nhá, anh em nhá. Gọi là nó chưa lớn bằng những cái tổ kia thôi. Còn về sau là nó cũng phát triển rất là lớn nhá. Bây giờ nó đang lấy tổ rất là mạnh này. Đây này, cột này trống này. Không có ong để nuôi này. Đấy, tổ này này. Hai tổ này là hai tổ cũng bé bé thôi. Nhưng mà cũng đang lấy tổ ra nhá. Đến hết mùa này thì cũng phải được 1 cân. Hai tổ này. Gọi là hai tổ này chỉ được lấy được 1 lớp thôi. Đây, tổ này. Đẹp. Tổ này cũng rất là đẹp này. Tổ này cũng đẹp. Ông ưa. Ông cảm cái gì dài thế? Vừa đi kiếm mồi về. Đây, tổ này nhá. Và cái tổ đây. Tổ khủng nhất ở trong vườn nuôi từ lúc bằng cái củ đấm này, cái tổ này này. Mình lấy về bằng củ đấm thôi. Bây giờ nó đã lớn như thế này rồi. Tổ này cũng phải hơn 1 cân này. Lấy về bằng củ đấm này nhá. Đây. Những cái tổ bé bé như này là mình sẽ không tính nhá. Tổ kia tổ bé không tính. Bắt đầu hàng thứ hai nhá. Đây, tổ này. Tổ này. Tổ kia là mình sẽ không tính nhá. Mình vẫn để đấy để cuối mùa là mình sẽ lấy ong chúa về để nghiên cứu. Cuối mùa là mình hết cái vụ ong này mình sẽ nghiên cứu xem làm thế nào để nhân giống được cái loại ong này. Đấy. Tổ này cũng rất là to này. Anh em thấy chưa? Cũng không phải là bé đâu. Bắt về nuôi ban đêm này. Đấy. Ở dưới những cái gốc vải là bắt ban ngày. Còn ở trên vườn keo là bắt ban đêm. Đây. Tổ đẹp chưa? Quá đẹp ấy. Đây những cái cột của năm ngoái chưa sử dụng đến này. Đấy. Đây tổ này bé tí này, không lớn này. Bé tí nhá. Bỏ qua nhá, tổ này bỏ qua nhá, không lớn này. Còn đây là tổ tiếp theo. Tổ này thì nếu mà có anh em nào xem video của mình rồi sẽ biết tổ này nhá. Tổ này là mình bắt đầu tiên nhất của vụ ong 2020. Cái tổ này là mình bắt ở cái ruộng lúa nhá. Lúc bắt là nó chưa bằng cái củ đấm ấy anh em ạ, chưa bằng. Tổ này cái đợt cái lúc này đấy là mình đi mua là 50.000 này. Đấy. Đây. Tổ này đây.
giờ mình lại tiếp tục nhá. Đây này, rất là nhiều cột chuống luôn. Và cây vải của nhà mình thì mình còn nuôi được thêm rất là nhiều tổ nhá, nhưng mà không có nhiều tổ ong để nuôi. Bởi vì năm nay là phát sinh thêm là 5 thợ nuôi ong trong làng nữa. Những cái tổ ong gần gần làng mình muốn đi kiếm thì tổ này nữa nhá. Thì những cái thợ ong kia người ta đi trước, người ta hốt hết rồi. Tổ này đấy nhá. Còn như năm ngoái năm kia thì trong làng chỉ có một mình nuôi ong ấy. Thì đi tìm rất là sướng. Đây, tiếp tục tổ này nhá. Đấy, tổ này nhá. Bây giờ mình sẽ quay vào đây. Tổ này này. Tổ này nhá. Tổ này. Tổ này nhá. Đây, tổ này nữa. Đây nữa. Đây nữa. Những cái tổ ong của mình anh em nhìn thấy là mình toàn nuôi ở dưới thấp thôi nhá, không nuôi cao, cũng không không để được để thấp quá, sau này mình khai thác mình nhìn nó sẽ khó, cũng gọi là vừa vừa đấy. Tổ kết thúc, tổ cuối cùng này. Tổ này không lớn này, không tính này, là mình vẫn để cho nó sinh sống thôi đấy. Thì nói đến đây thì mình cũng chẳng biết là bao nhiêu tổ rồi, để tí mình về mình xem lại video thì mình mới biết được. Đây là cột cho ong ăn, được trải dài từ đây ra đến cây, ra đây xuống kia, rất là nhiều cột cho ong ăn nhá. Đây này, những cái túi mà mình mang ong thả về mình vẫn là chưa cất này. Đấy, khả năng là phải cất về thôi, để ngày mai ngày kia là ong trời nó nắng lên thì mình lại tiếp tục đi săn ong về nuôi nhá. Tiếp tục đi săn ong về nuôi. Đây này, 4-5 ngày hôm nay là mưa thì cái hồ này nó cũng có khá là nhiều nước rồi. Còn mấy ngày trước là nắng ấy thì cạn sạch nước luôn, không có nước. Đấy. Lịch trình của mình thì sẽ là săn ong về nuôi 10 ngày nữa. 10 ngày nữa. Thì mình mới nghỉ bắt ong về nuôi nhá. Hiện tại thì ong bắt ong về nuôi thì nó đang cái thời điểm này rất là đẹp. Rất là đẹp bắt về nuôi. Chỉ là mình đi bắt về nuôi bây giờ thì những cái tổ ở trong làng ở gần đây thì người ta bắt hết rồi, thợ người ta bắt hết rồi. Còn đi xa vượt vượt địa phận của huyện mình thì mới có. Nhưng mà đi xa như thế mang ong về nó rất là khó. Đấy. Ui, bắt đầu vỡ tổ này. Rồi, bắt về rất là khó nhá. Cho nên là mình sẽ đi tầm 10 ngày nữa. Thì cũng đang rất là lo lắng là cái dịch dịch bệnh này, Covid này, bây giờ nó lại đang bùng phát lần thứ hai này. Giá ong rẻ này, với cả chẳng biết là sau 1-2 tháng nữa nó có giảm thêm ít nào hay không. Nếu mà nó không giảm thì có khi là xu hướng bán nhộng ong là sẽ rất là kém, hoặc là có thể nếu mà bị cách ly xã hội ấy thì ong của mình sẽ chẳng bán đi đâu cả. Còn nếu mà không bị cách ly thì ong của mình là vẫn bán đi nhà hàng nhá. Đấy, năm nào cũng bán đi nhà hàng, không phải đi Trung Quốc nhá. Rồi, mình sẽ kết thúc video ở đây nhá. Đấy, đây là tất cả những cái gì mình đã bắt được về nuôi. Thì nó vẫn đang có dịch nhưng mà mình vẫn tiếp tục bắt về nuôi nhá. Có anh em nào ở gần khu vực mình sinh sống thì cũng đam mê về cái nghề này thì có thể chúng ta gọi điện nhắn tin giao lưu, có thể đi săn cùng nhau nhá. Đấy. Vừa rồi có hai bác ở bên Lạng Sơn về đây giao lưu của mình, đi săn 2 ngày là được chục tổ nhá, 3 người đi 2 ngày được chục tổ. Đấy, còn ong của mình mua ấy, mua của người khác ấy thì năm nay là mới mua được có 7 hay là 8 tổ thôi. Đấy, 7 hay 8 tổ thôi, không mua được nhiều. Rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc video nhá. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong video sau. Video đến đây cũng rất là dài rồi. Nhưng mà video dài như thế thì mình mới thăm được hết tổ ong nhá. Mình cũng không có cắt ghép đâu. Đấy, thì cũng rất là mong anh em đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Rồi, chào tất cả anh em nhá. Chúc tất cả anh em một ngày mới vui vẻ.